Xin chào anh chị và các bạn. Cổ nhân đã từng dạy, muốn thành công thì học hỏi từ người giỏi nhất. Và trong đầu tư chứng khoán, tỷ phú Warren Buffett chính là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Bởi vậy cho nên, chúng ta muốn thành công hiệu quả trong đầu tư cổ phiếu thì việc học hỏi từ tỷ phú Warren Buffett là một điều hết sức cần thiết. Chính vì thế trong chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z, phần thứ 6 này, AZFIN Việt Nam muốn giới thiệu đến quý anh chị 5 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của tỷ phú Warren Buffett giúp tăng giá trị tài sản hàng chục lần. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bí quyết thành công của tỷ phú Warren Buffett. Đó chính là gói gọn trong việc đầu tư giá trị dài hạn. Thì khi đầu tư dài hạn thì tỷ phú Warren Buffett không những tiết kiệm được các chi phí như chi phí giao dịch rồi thuế phải trả và cái điều quan trọng hơn là khi đầu tư dài hạn thì tỷ phú Warren Buffett đã giúp cho cái lãi suất kép phát huy tác dụng một cách tối đa từ những cái dòng tiền doanh nghiệp cổ phiếu trả cho ông và công ty của ông và liên tục tái đầu tư như vậy. Ví dụ như trong năm 2023 này, riêng cái lượng cổ tức mà tỷ phú Warren Buffett nhận được từ các cổ phiếu đầu tư đã lên đến gần 6 tỷ đô la, chưa kể đến việc tăng giá liên tục của các cổ phiếu này. Từ đó có thể thấy rằng tỷ phú Warren Buffett có đi ngủ thì tiền vẫn đẻ ra tiền và ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Vậy Đâu là yếu tố để lựa chọn ra những cổ phiếu xuất sắc đến như vậy? Chính là chủ đề chính hôm nay AZfin sẽ gửi đến các anh chị. Nhưng trước khi đến phần chính, năm yếu tố lựa chọn cổ phiếu của Warren Buffett thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các thương vụ đầu tư rất thành công của ông và từ đó rút ra thêm cái sự sâu sắc trong cái việc lựa chọn cổ phiếu. Đầu tiên có thể kể đến đó là thương vụ Sea Candy. Thì đây là một hãng kẹo sô cô la rất nổi tiếng ở Mỹ. Thì hãng kẹo này đã mang lại cái giá trị tài sản cho Warren Buffett tăng so với cái vốn đầu tư ban đầu không dưới 1.000 lần. Với việc đó là công ty này liên tục trả cho Warren Buffett lượng cổ tức tiền mặt khổng lồ và tăng dần theo thời gian. Nếu như năm 1972 công ty này chỉ mang lại cho công ty của ông khoảng độ 2 triệu đô la tiền lợi nhuận sau thuế, dòng tiền thôi. Thì đến năm 2022, 2023 thì lượng tiền công ty này mang lại cho tỷ phú Warren Buffet có thể lên đến 80 thậm chí 90 triệu đô la, còn chưa kể đến việc tăng giá của cổ phiếu này phi mã trong suốt hơn 50 năm qua. Thì đây có thể nói là một con gà đẻ trứng vàng mang lại dòng tiền liên tục tăng trưởng rất tốt cho vị tỷ phú này. Thương vụ thứ hai có thể kể đến đó là thương vụ mua công ty bảo hiểm gây Tổng giá trị lợi ích của thương vụ này mang đến cho tỷ phú Warren Buffett lên đến hàng trăm tỷ đô la. Có thể nói là thương vụ mang lại cái hiệu quả lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn Berkshire Hathaway. Thì bắt đầu mua Cổ phiếu này thì từ những năm 1950, nhưng thực sự để mua nửa già công ty này thì đến năm 1970 tỷ phú Warren Buffett mới mua có 2 đô la trên một cổ phiếu. Sau đó đến khoảng năm 1990, tỷ phú Warren Buffett đã bỏ thêm 2,3 tỷ đô la để mua một nửa còn lại của công ty bảo hiểm Geico này. Thì Geico hàng năm mang lại cái dòng tiền rất lớn cho tỷ phú Warren Buffett để có thể liên tục tái đầu tư mở rộng danh mục đầu tư của mình sau này. Ví dụ như mua các cổ phiếu của Bank of America, Coca-Cola hay mua cổ phiếu của Apple trong thời gian gần đây chẳng hạn. Thì gây thì cũng tương tự như Sea Candy mang lại một cái dòng tiền rất lớn và những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu bền vững nắm giữ 50 năm của tỷ phú này. Tiếp theo thương phụ thứ ba đó là mua cái siêu thị Nebraska Furniture Mart của bà B. Đây là một người nhập cư vào Mỹ và kinh doanh rất là chắc chắn nổi tiếng và cái cửa hàng này thì có lợi thế cạnh tranh rất mạnh mẽ ở Nebraska, nơi mà tỷ phú Warren Buffett sinh sống. Thì cái chuỗi siêu thị này đã mang lại cái kết quả kinh doanh rất bền vững và dòng tiền rất lớn cho tỷ phú Warren Buffett nhằm tái đầu tư cũng giống như các thương vụ trên. Từ đó có thể giúp cho cái lợi suất kép phát huy tác dụng một cách tối đa. Hay là thương vụ Coca-Cola chẳng hạn. Thì nếu như năm 1988-1990, Warren Buffett chỉ nhận được khoảng độ hơn 2,5% cổ tức trên cái giá trị đầu tư. Thì đến nay, cái cổ phiếu Coca-Cola đã mang lại cho ông ấy cái lợi suất cổ tức lên đến hơn 60% trên cái vốn đầu tư ban đầu. Thì lưu ý là ban đầu Warren Buffett đầu tư khoảng độ 1 đến 1,2 tỷ đô la để mua cổ phiếu Coca-Cola. Thì thời gian đầu ông ấy chỉ nhận được 2-30 triệu đô la cổ tức thôi Nhưng đến năm 2023 Lượng cổ tức của Coca-Cola trả cho ông ý Đã lên đến con số khoảng độ 730 triệu đô la Và con số cổ tức này vẫn liên tục tăng theo thời gian Chưa chưa có dấu hiệu dừng lại từ đó góp phần mang lại những cái dòng tiền rất lớn cho tỷ phú Warren Buffett đi mua, đi thâu tóm các công ty, các doanh nghiệp tiềm năng để tiếp tục lại lấy dòng tiền tái đầu tư giúp lợi suất kép phát huy tác dụng tối đa. Hay là gần đây nhất là một cái thương vụ rất nổi tiếng đó là Warren Buffett đã mua cổ phiếu Apple với vụ thương vụ đầu tư này, Warren Buffett đã bỏ ra đâu đó khoảng hơn 30 gần 40 tỷ đô la nhưng chỉ sau 5 6 năm thì giá trị của số lượng cổ phiếu Apple mà Warren Buffett nắm giữ đã lên đến 150 tỷ đô la, chưa kể lượng cổ tức hàng năm ông nhận được từ Apple cũng rất cao, như năm 2023 nhận được khoảng độ hơn 500 triệu đô la cổ tức từ Apple. Riêng thương vụ này chỉ trong vòng 5-6 năm, ông ấy đã mang lại lợi nhuận đến hơn 100 tỷ đô la cho tập đoàn. Và với việc ông ấy sở hữu đâu đó khoảng hơn 30% cổ phần, thì tức là riêng cá nhân ông ấy cũng đã tăng lên hơn 30 tỷ đô la chỉ trong vài năm nhờ cổ phiếu này. Vậy thì năm tiêu chí Warren Buffett lựa chọn cổ phiếu tăng hàng chục lần là gì? Thì tiêu chí đầu tiên đó là lịch sử hoạt động À, kinh doanh có lợi nhuận kết quả kinh doanh cao niêm yết lâu dài thì vì sao lại vậy đúng ạ những cái công ty theo bạn là một công ty hoạt động 50 năm và một công ty hoạt động 5 năm có hiệu quả kinh doanh ngang nhau thì chúng ta nên chọn doanh nghiệp nào à, có nhiều bạn cho rằng là nên chọn những công ty mới bởi vì nó có mới lạ và nó vẫn tăng trưởng tốt như thế nhưng thực ra không phải vậy bởi vì những cái công ty hoạt động 50 năm thì ít nhất nó đã trải qua 3 đến 5 chu kỳ kinh tế lên xuống, trải qua rất nhiều các cuộc khủng hoảng. Thế do đó, những công ty càng lâu đời, càng lâu năm, họ đã có tích lũy cho mình được những kinh nghiệm, những kiến thức để có thể thành công và vượt qua mọi khó khăn trong tương lai. Còn một công ty mới được 3 năm, 5 năm thì chưa chứng minh điều gì cả. Nếu có khó khăn khủng hoảng xảy ra thì sao? Thì có thể công ty ra đi. Nhưng những công ty đã có tồn tại năm 70 năm, hàng trăm năm thì họ có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn đó. Và lưu ý các anh chị rằng để mà tồn tại được năm 70 năm thì rõ ràng đó chính là top 1 đến 5% những công ty thành công nhất của năm 50 năm trước. Đúng không ạ? Đó. Và ngoài ra để mà đánh giá được cái sự thành công như thế còn cần phải đi chi tiết hơn đó là thứ nhất công ty có công thức thành công thứ hai là có nhiều kinh nghiệm vượt qua khó khăn thứ ba có văn hóa mạnh và hiệu quả với sự ổn định cao cho nên vẫn phát triển mạnh mẽ cho dù nhiều năm trôi qua và tiếp theo là cái kết quả hiệu quả kinh doanh của công ty phải cao thông qua hai chỉ số chúng ta cần phải đánh giá đó là chỉ số biên lợi nhuận gộp cao trong top đầu ngành đó là growth margin đó là điều đó thể hiện được cái lợi thế cạnh tranh mạnh của cái doanh nghiệp này vì sao lại vậy vì khi biên lợi nhuận gộp cao ấy chứng tỏ một là giá bán cao hơn đối thủ trong khi giá vốn tương đương chẳng hạn hoặc hai là giá vốn thấp hơn đối thủ và giá bán bằng đối thủ hoặc thứ ba Giá vốn thì thấp hơn đối thủ nhưng giá bán thì cao hơn đối thủ mới giúp biên lợi nhuận gộp cao được thì điều đó cho thấy công ty có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Ngoài ra thì cái yếu tố lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các công ty cũng phải rất cao. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao minh chứng được rằng công ty này làm ăn hiệu quả một cách vượt trội. Từ đó họ có được rất nhiều tiền để có thể vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức. Như vậy nếu một công ty có lịch sử hoạt động kinh doanh hiệu quả cao, niềm biết lâu dài thì sẽ giúp cho cái công ty đó cái doanh nghiệp đó ứng phó tốt với khó khăn và phát triển bền vững trong tương lai. Vì thế cho nên chúng ta có thể thấy các doanh nghiệp mà Warren Buffett sở hữu đều có lịch sử hoạt động kinh doanh hiệu quả cao và trải qua nhiều chu kỳ khó khăn khủng hoảng và ông ấy không đầu tư vào những công ty khởi nghiệp. Lấy ví dụ đơn giản như Apple chẳng hạn. Warren Buffett có lẽ cũng đã ngắm cổ phiếu Apple này rất nhiều năm. Nhưng mà Apple khi trải qua Steve Jobs đến chủ tịch mới. Chủ tịch mới đó là Tim Cook mà doanh nghiệp vẫn đi lên và phát triển mạnh thì lúc đó nó đã chứng minh được rất nhiều, đó là vượt qua nhiều khó khăn, có văn hóa doanh nghiệp tốt và không phụ thuộc vào một ông nào. Thì từ đó Warren Buffett mới tham gia vào mua cổ phiếu Apple. Chứ không phải là Warren Buffett đi mua các cái cổ phiếu công nghệ khác Là bởi vì cái sự bền vững như thế Đó là lý do vì sao mà các công ty của ông ấy nắm giữ được rất lâu dài và dẫn rất, rất bền vững Lý do thứ hai, tiêu chí thứ hai Đó chính là công ty cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh Thì lợi thế cạnh tranh mạnh chúng ta có thể tính đến ở những yếu tố như sau Một là tài sản vô hình có giá trị cao Ví dụ như Apple có thương hiệu rất mạnh. Ví dụ Coca-Cola có thương hiệu rất mạnh. In sâu vào tâm trí người tiêu dùng. ạ Hay là ví dụ như Sea Candy là một thương hiệu kẹo đẳng cấp và chất lượng. Rồi, thứ hai là có lợi thế chi phí sản xuất thấp. Thì ở tập đoàn ông ấy sở hữu ví dụ như là công ty bảo hiểm gây cô chẳng hạn. Có chi phí tối giản thấp nhất từ đó mang lại cái hiệu quả kinh doanh cao và bền vững hay là thứ ba đó là lợi thế cạnh tranh có thể là sản phẩm đầu ra đặc biệt và độc đáo như sản phẩm uh, điện thoại iphone chẳng hạn phải nói rất độc đáo và đặc biệt rồi là những cái hệ thống liên quan đến gọi là dữ liệu của apple khiến cho người dùng phải gắn chặt vào đó rất độc đáo rồi thứ tư là rào cản chuyển đổi lớn chẳng hạn tức là khi người ta khách hàng chuyển đổi từ những công ty mà tốt này sang những công ty khác công ty khác thì họ phải mất một cái chi phí rất lớn là một rào cản lớn ví dụ như sản phẩm của Apple iPhone chẳng hạn khi người ta sử dụng Apple người ta sử dụng Apple Watch MacBook iPad thì mọi thông tin là liên hệ với nhau chặt chẽ ví dụ như up lên ở điện thoại thì dùng Mac có thể truy cập đúng không ạ dùng iPad có thể truy cập rồi là người ta sử dụng iCloud của Apple quen rồi vậy thì bây giờ bảo người ta thôi không dùng điện thoại iphone nữa mà dùng điện thoại samsung đi thì không thể kết nối được với một hệ sinh thái của họ được bởi vậy cho nên là cái lợi thế cạnh tranh rào cản chuyển đổi này là rất lớn rồi tiếp theo đó chính là lợi thế mạng lưới hoặc là lợi thế mạng lưới tức là khi người ta càng dùng thì lại càng có gọi là thích càng dùng lại càng có lợi ích nhiều thế là người ta lại càng dùng nhiều thì khi các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh thì nó sẽ giúp chính doanh nghiệp đó thu được kết quả kinh doanh vượt trội và ngày càng hiệu quả cao hơn thì ở cái tiêu chi phí phía trên đó là liên quan đến lịch sử niêm yết lâu dài hoạt động kinh doanh hiệu quả ở việt nam có thể kể đến ví dụ như là fpt chẳng hạn đã có lịch sử rất lâu dài hơn 30 năm trời và đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Ví dụ như giai đoạn khủng hoảng 2008-2009 cũng vượt qua rất mạnh hay là giai đoạn 2011-2013 khi mà FPT mở rộng một cách quá đà tràn lan đa ngành và cuối cùng họ đã cắt thành công và vươn lên phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn những giai đoạn 2019-2023 này. Đúng không ạ? Rồi là trước đây trước đây FPT chuyển giao bất thành công cho anh trương đình anh chẳng hạn nhưng sau đó thì đã lại xây dựng một cái bộ máy rất bền vững và chuyển giao lại cho anh khoa và các anh trẻ khác rất thành công thì từ đó là minh chứng được sự vượt qua khó khăn và thành công hay là ở lợi thế cạnh tranh này chúng ta có thể thấy ở việt nam cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp đạt được cái này ví dụ như là uh, doanh nghiệp vàng bạc trang sức pNJ chẳng hạn Đúng không? Họ có cái thương hiệu rất là mạnh Và họ có cái chi phí sản xuất thấp Họ có lợi thế là đội ngũ nghệ nhân Chiếm 2 phần 3 Việt Nam Đội ngũ marketing thì rất là am hiểu khách hàng Và thông thạo không những marketing truyền thống Marketing digital Rồi làm thậm chí marketing Liên quan đến social, mạng xã hội Đúng không? Rồi là rất nhiều Các cái công ty khác cũng có được cái sự độc đáo như thế thì tỷ phú Warren Buffett chỉ chọn những doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí như thế và tiêu chí thứ ba cần thiết để có thể đầu tư dài hạn và bền vững được đó chính là sức khỏe tài chính tốt hay chúng ta nhìn vào cái nợ vay là tương đối thấp Đúng không? nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu tốt nhất phải nhỏ hơn 50% mươi thì nợ vay ròng tức là gì tức là lấy toàn bộ tiền gửi ngân hàng trừ đi nợ vay trừ đi những khoản ấy thì xem là bao nhiêu nếu mà tiền gửi ngân hàng các thứ này nhiều hơn cả nợ vay chẳng hạn thì cho thấy nợ vay ròng âm tức là doanh nghiệp này gần như phi rủi ro với nợ vay hiểu không à, rồi tiếp theo là khi nợ vay thấp ý, thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ không bị rủi ro lãi suất biến động và áp lực lớn khi gặp rủi ro khó khăn bất thường ví dụ như năm 2022 vừa rồi lãi suất tăng rất mạnh rất nhiều công ty có nợ vay nhiều đã phải đội chi phí tài chính nhiều và thậm chí đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán lãi vay. Rồi là ngay trong cuối năm 2022 chẳng hạn đã có những giai đoạn trong hơn một tháng liền là tín dụng gần như ngừng cấp toàn bộ hệ thống không ai có thể vay mới. Nếu người ta đến hạn trả không được vay mới, thế thành ra là hoạt động kinh doanh có thể bị tạm dừng, bị gián đoạn vân vân khiến công ty lâm vào cảnh khó khăn. Bởi vậy cho nên chỉ nên mua những cái công ty có nợ vay thấp thì khi đó rủi ro biến động nó sẽ thấp hơn và khi có khó khăn bất thường họ không bị làm sao cả mà họ đối phó một cách rất là dễ dàng và tốt đẹp. Thứ ba nữa là có thể nắm nắm bắt cơ hội khi thời cơ đến. Ví dụ như là hết năm 2022 đến năm 2023 mọi thứ rất khó khăn. Đồng thời với đó thì lại xuất hiện nhiều cơ hội do các cái doanh nghiệp khó khăn bỏ lại miếng bánh đó, bỏ lại thị phần đó. Tôi lấy ví dụ như trong ngành bất động sản chẳng hạn, nhiều doanh nghiệp đã phải bán đi tài sản tốt nhất của mình để lấy tiền trả nợ, để lấy tiền bù vào những cái rủi ro khó khăn cuối 2022. Thì nếu lúc đó mà có các cái doanh nghiệp mà tài chính mạnh chẳng hạn Thì họ lại hoàn toàn có thể có tiền để họ mua lại các cái dự án bất động sản Với giá chỉ bằng 30 đến 50% giá trị thôi Những cái cơ hội mà gần như là hàng chục năm mới có một lần. Đó và chúng tôi cũng biết là một số doanh nghiệp bất động sản giai đoạn đó cũng thâu tóm được rất nhiều tài sản giá rẻ nhờ vào cái sức mạnh tài chính thấp tài chính tốt này này. Thì ngay cả những cái doanh nghiệp bán lẻ cũng thế. Có một nhóm doanh nghiệp bán lẻ thì nợ vay nhiều quá và phá sản rồi. Anh chị đi đường anh chị có thể thấy khá nhiều các nhà bán lẻ trước đây có tên có tuổi những năm 2010 đến nay đã biến mất rồi. Ngược lại những người doanh nghiệp bán lẻ mà có sức khỏe tài chính mạnh lúc này họ mới bung ra để họ chiến đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ngắn hạn một chút giảm biên lợi nhuận xuống nhưng các đối thủ khác chết đi và từ đó họ thâu tóm được thị phần. Đúng không ạ? Và tiếp theo cái điều rất quan trọng nữa đối một nhà đầu tư dài hạn với cái tiêu chí lợi vay thấp này đó là các cái doanh nghiệp nợ vay thấp thì dĩ nhiên họ thoải mái tiền để họ có thể trả cổ tức tiền cao hơn cho chúng ta là những cổ đông. Và rõ ràng chúng ta nắm dài hạn thì mục tiêu hướng đến của chúng ta phải là một phần rất quan trọng đó chính là cổ tức. Đúng không ạ? Còn nhiều doanh nghiệp mà nợ vay rất cao, 2 3 lần vốn chủ sở họ lo trả nợ trả lãi còn chưa xong thì tiền đâu mà họ có thể trả cổ tức. Bởi vậy cho nên những người doanh nghiệp nợ vay thấp sẽ giúp cho họ vừa trả cổ tức cao cho cổ đông lại vừa có thể nắm bắt các cơ hội mở rộng kinh doanh và tăng trưởng bền vững giúp giá trị cổ đông của chúng ta tăng trong tương lai dài hạn. Tỷ phú Warren Buffett rất rất thích cái tiêu chí này. Bởi vì chính ông ấy áp dụng cho tập đoàn Berkshire Hathaway. Lúc nào lượng tiền để trong trái phiếu thanh khoản cao của ông cũng lên đến hơn 100 tỷ đô. Thế thành ra khi có một cơ hội lớn đến với định giá hấp dẫn, ông ấy ngay lập tức có thể có trong tay cả trăm tỷ đô để thực hiện cái cơ hội đó. Và cổ phiếu Apple năm 2015-16 là một ví dụ như thế. Và cũng có nhiều các cổ phiếu dầu khí giá hấp dẫn năm 2021-2022 là những đặc điểm như thế. Ông ấy sẵn sàng cả trăm tỷ đô để có thể mua đúng không ạ tiếp theo cái tiêu chí tiếp theo đó chính là ít thâm dụng vốn và ít thâm dụng lao động vì sao lại thế và ít thâm dụng là gì tức là ít thâm dụng tức là doanh nghiệp ý không cần phải huy động quá nhiều vốn mới mở rộng được kinh doanh doanh nghiệp ý không cần phải thuê quá nhiều tuyển quá nhiều công nhân nhân công để có thể mở rộng kinh doanh thì những doanh nghiệp ý sẽ dễ dàng mở rộng kinh doanh một cách nhanh và mạnh hơn. Rất nhiều các anh chị có hỏi AZFIN chúng tôi rằng ngành dệt may trong tương lai có ổn không, có tốt không, tăng trưởng mạnh không? Thì chúng tôi trả lời luôn, đó là ngành đó thì không thể tăng trưởng mạnh được. Bởi vì ngành đó thâm dụng rất nhiều lao động. Bây giờ một cái nhà máy mở ở một cái địa phương nào đó, họ đã tuyển lên đến, đến 10.000 lao động làm công nhân rồi thì họ rất khó có thể nâng lên 15.000, ngàn, 20.000 ngàn để có thể mở rộng gấp rưỡi hoặc gấp đôi trong mấy năm. Bởi vì sao? Bởi vì họ tuyển vào 1.000 thì người nghỉ việc có khi 900 và cái nhân sự ý thì để mà tuyển được thêm những cái nhân sự mới thì chất lượng lại thường kém đi. Bởi vì những nhân sự đầu tiên là những nhân sự tốt nhất. đó, cứ tuyển mới lại kém đi không những kém đi mà khi tuyển mới người ta cho thấy cầu lớn quá thế thì người ta lại phải trả lương cao lên từ đó làm hiệu quả kinh doanh xuống thế do đó là không đầu tư vào những công ty mà thâm dụng vốn và lao động lớn mà phải ít thâm dụng vốn và lao động thì khi đó họ mở rộng rất dễ hay là những cái doanh nghiệp chúng tôi biết rằng một số doanh nghiệp công nghiệp nặng họ muốn mở rộng là họ lại phải vay cả vài ngàn tỷ để họ mở rộng họ xây nhà máy và mất mấy năm nhà máy mới lại đi vào hoạt động. Thì tất nhiên những doanh nghiệp hiệu quả hàng đầu thì rất là tốt, nhưng ngược lại đa phần những doanh nghiệp thì họ tốn nhiều vốn quá. Khi tốn nhiều vốn như thế, thì cái rủi ro kinh doanh nó cũng sẽ cao hơn. Đúng không ạ? Nhiều doanh nghiệp mở xong nhà máy 3 năm sau thì thị trường thay đổi hoàn toàn, thế là không bán được hàng. Và cuối cùng đâm, lâm vào tình trạng phá sản. Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là cái lý do lựa chọn cái doanh nghiệp mà ít thâm vô dụng vốn và lao động của cụ Warren Buffett là rất hợp lý. Bởi vì dễ dàng mở rộng, kinh doanh nhanh và mạnh. Rồi rủi ro kinh doanh thấp hơn. Khi thu hồi vốn nhanh. Bởi vì đầu tư ít thì thu hồi sẽ rất nhanh. Đúng không ạ? Không động vốn cố định nhiều. Thì sẽ không bị những cái rủi ro về cái ngành nghề, cái sản phẩm ấy bị thay đổi thị hiếu nhu cầu chẳng hạn. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, ít thâm dụng vốn thì không bị giới hạn về quy mô kinh doanh hoặc cái giới hạn rất lớn chúng ta có thể mở rộng thoải mái. Như tôi là vừa lấy ví dụ một công ty dệt may thì ở Việt Nam hiện nay đa phần đều rất to rồi để gấp đôi gấp ba là không thể. Nhưng nhưng đối với những cái doanh nghiệp họ không thâm dụng nhiều họ có thể mở rộng gấp 4, 5, 7 lần. Thì ví dụ điển hình đây là nhóm cổ nhóm các cái doanh nghiệp tài chính chẳng hạn. Nhân sự chỉ cần tăng một nhưng mà quy mô họ có thể tăng 3, 4 lần hay là nhóm các cái công ty mà có công nghệ cao, đúng không? nhân sự tăng một thì tăng trưởng của họ có thể ba bốn lần và vốn của nhóm công nghệ lại không cần nhiều. Đó, vốn của nhóm công nghệ không cần nhiều, vân vân. Đó, và ở doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có không ít những cái doanh nghiệp đáp ứng được cái tiêu chí ít thâm dụng vốn và lao động này để chúng ta có thể lựa chọn. và tiêu chí cuối cùng trong năm tiêu chí mà Warren Buffett lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của mình Đó là quản trị công ty phải xuất sắc Thì nhiều người nói rằng là lãnh đạo công ty xuất sắc Điều đó chỉ đúng nhưng chỉ đúng một phần thôi Ở đây phải nói là quản trị công ty tức là toàn diện bao gồm cả lãnh đạo Thì thứ nhất lãnh đạo phải chính trực tài năng thì Họ phải là những người giỏi hàng đầu đã Rồi ban quản trị thì phải độc lập Và là nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu còn ở Việt Nam chúng tôi biết rằng đa phần các công ty hội đồng quản trị là do chủ tịch hội đồng quản trị dù vào. Thậm chí là họ kéo toàn người nhà vào. Thì những cái ban quản trị ấy thì về cơ bản là có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển rất mạnh đấy. Nhưng về lâu về dài khi mà họ có tuổi, khi mà chuyển giao thế hệ là họ. Đúng không ạ? Thế sau đó phải cần cái ban quản trị độc lập và là nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu. Thì tôi lấy ví dụ luôn ở Việt Nam, tập đoàn FPT, anh chị vào hội đồng quản trị của họ thấy xem. Ban quản trị toàn những người xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ có những người rất giỏi về tài chính, có người thì rất giỏi về nhân sự, có người rất giỏi về công nghệ, có người rất giỏi về thị trường công nghệ thông tin ở Nhật Bản, có người rất giỏi về thị trường công nghệ thông tin ở Mỹ, có người rất giỏi ở thị trường châu Âu. Thế từ đó thì mới giúp cho cái hoạt động kinh doanh của công ty nó tăng trưởng và phát triển một cách bền vững và không phụ thuộc cả à. Rồi tiếp theo văn hóa cần phải rõ nét, mạnh và thúc đẩy kinh doanh tốt. Thì khi có văn hóa mạnh thì người ta bảo là văn hóa định hướng kinh doanh, định hướng phát triển kinh doanh. Đó, thì một công ty có văn hóa rõ ràng mạnh thì có sự nhất quán từ trên xuống dưới. Và nó đi đều rất là chắc và không phụ thuộc vào một người nào cả. Đó, và thứ ba là có hệ thống quản trị vận hành chuyên nghiệp, bền vững và khoa học, không phụ thuộc vào một cá nhân nào thì điều này là một điều cũng rất khó đối với các doanh nghiệp quốc tế không chỉ với Việt Nam bởi vì chúng ta lo ngại rằng như này nếu mà anh chủ tịch anh bị bắt bị sa thải thì sao thì cả công ty sập à thì ở Việt Nam đa phần như thế thế do đó là những nhà đầu tư dài hạn họ rất chú ý đến cái điều này phải có một công ty phải có một hệ thống quản trị tốt thành ra chủ tịch công ty hay tổng giám đốc công ty từ nhiệm nghỉ việc không công ty vẫn khỏe ví dụ như Coca-Cola ví dụ như Apple chẳng hạn hay là rất nhiều cả toàn bộ các cái công ty trong hệ sinh thái của tỷ phú Warren Buffett, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là công ty không ngừng ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất giảm chi phí, thì chỉ có những công ty liên tục thay đổi mình thì mới có thể duy trì được cái vị thế cũng như phát triển thêm thị phần, thêm doanh thu, thêm lợi nhuận và thêm cổ tức cho cổ đông nắm giữ lâu dài như chúng ta. Thì ví dụ ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều các doanh nghiệp đáp ứng được cái tiêu chí này thì tôi xin lấy ví dụ điển hình nhất ba doanh nghiệp. Đầu tiên đó là doanh nghiệp FPT. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ có chia sẻ thời điểm 2023 này, có chủ tịch Trương Gia Bình năm nay cũng gần 70 tuổi thôi. Ông ấy có nghỉ thì tôi tin rằng FPT vẫn chạy khỏe. Bởi vì cái hệ thống cái bộ máy bây giờ vận hành trơn tru lắm, không phụ thuộc vào ông. Hay là anh tổng giám đốc anh Khoa anh có nghỉ chẳng hạn thì cũng có người khác lên thay thế. Và có thể là doanh nghiệp sẽ gọi là chậm chậm một xíu thôi rồi sau đó họ lại đi tiếp đúng không ạ? Hay là tiếp theo đó là doanh nghiệp như PNG chẳng hạn, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Nếu như trước đây chúng ta sợ là phụ thuộc vào bà Cao Thị Ngọc Dung rất nhiều, nhưng hiện nay có anh Thông lên làm tổng giám đốc rồi, hai thế hệ kết hợp. Rồi là họ đã ứng dụng ERP vào doanh nghiệp rồi, doanh nghiệp cứ thế vận hành thôi. Tất nhiên là những người lãnh đạo vẫn có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nếu mà họ có nghỉ thì cũng sẽ có những người khác thay thế được họ. Không quá khó. Đúng không? hay là tiếp theo là công ty cơ điện lạnh ri chẳng hạn thì về cơ bản cũng có cái sự chuyển giao quyền lực trước đây thì bà mai thanh là kiêm chủ tịch kiêm tổng giám đốc luôn nhưng mà sau này đã chuyển giao dần và cái bộ máy quản trị ban quản trị của họ thì cũng có nhiều chuyên gia mạnh ở các lĩnh vực khác nhau và đặc biệt là cái hệ thống kinh doanh của ri đã phân cấp rất rõ ở các cái mảng kinh doanh riêng biệt để từ đó không phụ thuộc lẫn nhau không kéo lẫn nhau đó và thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp là bền vững là không phụ thuộc vào ai và những cái nét này thì về cơ bản cũng rất nhiều doanh nghiệp nhà nước chiếm được 3 trên cái bốn nét này hai ba ba bốn nét này ví dụ như Vietcombank chẳng hạn anh chị có thể thấy là chủ tịch và tổng giám đốc Vietcombank này theo nhiệm kỳ nếu họ nghỉ hưu hoặc họ chuyển công tác thì Vietcombank vẫn phát triển khỏe là bởi vì họ có một cái hệ thống quản trị vận hành chuyên nghiệp bền vững và rất khoa học không phụ thuộc vào ai Đấy hay là một số các cái doanh nghiệp nhà nước khác chúng tôi biết là cũng gọi là khủng khiếp đấy chứ không kém đâu đó đa phần doanh nghiệp là thấy sự quan liêu nhưng riêng cái vấn đề hệ thống vận hành quản trị của họ lại rất tốt bởi vì chúng ta thấy ngày tổng giám đốc hay chủ tịch nghỉ không sao và có một số doanh nghiệp xuất sắc ví dụ như Vietcombank đúng không ạ và trên đây chính là năm tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tăng hàng chục lần vậy thì khi lựa chọn được những cổ phiếu tốt xong thì làm sao đã mua được luôn chưa? Xin thưa với anh chị là chưa. Bởi vì chúng ta còn phải đợi giá cả nó phải hợp lý thì chúng ta mới mua được. Thì điều này chúng ta cũng cần phải học Warren Buffett. Ví dụ như là cổ phiếu Geico thì cụ đợi gần 20 năm cụ mới mua được. Hay là vừa rồi năm 2022 cụ mua một công ty bảo hiểm thì cụ đợi nó nhìn quan sát nó 50 năm rồi. Lúc hợp lý mới ra quyết định mua. Và vấn đề định giá cổ phiếu như thế nào? Thì ở phần 7 sắp tới AZFIN sẽ giới thiệu để anh chị 5 phương pháp định giá cổ phiếu dài hạn một cách hiệu quả để anh chị có thể tham khảo và áp dụng. Tiếp theo, bài tập về nhà, ứng dụng đối với các anh chị là gì? Ở Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng dưới 10 cổ phiếu đáp ứng được 5 tiêu chí của Warren Buffett. Hãy comment xuống phía dưới và nếu anh chị chọn đúng 3 mã thì AZFIN sẽ tặng anh chị một phần quà. Xin chúc các anh chị có những kiến thức hữu ích và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.